Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Và trước mắt các bạn đó chính là chiếc Toyota Vios 1.5e số sàn màu đỏ. Chúng ta ngày hôm nay Văn Hội sẽ chia sẻ hình ảnh chi tiết và chúng ta cùng chiêm ngưỡng một chiếc xe quốc dân với cái màu đỏ nổi bật của năm 2019 để chúng ta đón cái Tết 2020. Anh khách hàng này là mua xe về để làm xe gia đình cũng như là chạy dịch vụ. Một chiếc xe cực kỳ là nổi bật màu đỏ. Khi mà chúng ta chọn chiếc xe màu đỏ này thì cực kỳ là nổi bật và lịch lãm. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng chi tiết hình ảnh Vios màu đỏ 2019 số sàn. Vâng, với giá từ 490 triệu đồng chẵn chưa bao gồm các chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn và xe giao ngay đến tay khách hàng, Toyota Vios cực kỳ là nổi bật. Và để sở hữu ngay Vios, quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết. Và chúng ta hãy cùng nhìn ngắm chi tiết Vios màu đỏ số sàn. Đây là tổng quan xe, cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, để sở hữu ngay thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị hơn 100 triệu đồng thôi là chúng ta đã nhận ngay chiếc Vios màu đỏ cực kỳ là đẹp. Đây, tổng quan xe. Rồi, rất hợp lý. Đây, phần thân xe cực đẹp phải không ạ? Vâng. Đấy, tuyệt vời luôn. Đây là nội thất của xe. Xe nội thất cực kỳ là đẹp, nội thất màu be vàng. Số sàn đã được tích hợp ngay cả đầu của Toyota. Rất là đẹp, nội thất bên trong. Để chạy dịch vụ thì tuyệt vời luôn. Xe gia đình tiết kiệm xăng với khoảng 5 lít 100km. Vios màu đỏ 2019, anten vây cá mập. Nội thất tuyệt vời. Cốp thì rất rộng luôn. Đây là tổng quan. Vâng, và để sở hữu ngay Vios 2019 màu đỏ, hãy cùng ngắm và chiêm ngưỡng một lần nữa. Đây là tổng quan hình ảnh chi tiết màu đỏ Toyota Vios 2019. Để các bạn có thể nhìn thấy ngay là khi chúng ta chọn màu xe thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là ngắm nhìn màu xe trước trên video, trước khi đến đấy đại lý Toyota Thanh Xuân để gặp ngay Mr. Hội để nhận xe với chỉ hơn 100 triệu đồng là nhận ngay xe về nhà với giá cực kỳ là hấp dẫn. Toyota Vios màu đỏ 2019 cực kỳ là đẹp, sắp giao đến tay khách hàng, vừa đi bấm biển về xong. Vâng, chi tiết hình ảnh. Và một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi. Goodbye. Để sở hữu ngay với cái chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn cũng như là trả góp 0%, chúng ta chỉ cần hơn 100 triệu đồng. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn.